xưa nay Real toàn phủ với công thần, bây giờ thằng Bale nó chơi lại Perez chắc a cay lắm. Gareth Bale là ngôi sao lớn nhất mà Perez đưa về. Kaká hay Ronaldo đều là do chủ tịch cũ mua về, không phải là ông Perez đâu. Cho nên là thực ra Perez cũng không thích Ronaldo lắm. Kaká thì vấn đề là Kaká có trong đội chả ai ghét cả. Kể cả Kaká không đá thì cái giá trị thương mại mà anh ta mang về nó cũng rất lớn. Thành ra là với Kaká thì Varane cứ lờ hát với Bale mà chơi thôi. Với Kaká thì gần như là không ai ghét cả. Nó chẳng là vấn đề gì. Vấn đề là chỉ là chuyên môn của anh ấy không ổn. Chấn thương quá nhiều, xuống phong độ. Còn với Ronaldo thì thực ra là Perez không thích. Nhưng mà vì Ronaldo đá quá hay, không thể loại bỏ được. Mãi cho đến khi mà Real lên đỉnh rồi thì Perez cho rằng là lúc này là lúc Ronaldo nên ra đi. Thì lúc đấy Ronaldo mới đi. Chứ còn đã không ưa nhau từ lâu rồi. Vấn đề là vì Ronaldo quá hay. Ngôi sao đắt giá nhất của Perez chính là Gareth Bale đấy. Nói cho đúng ra thì Gareth Bale đá cũng hay mà. Những cái trận đấu lớn đều tỏa sáng cả. Đóng góp nó không phải là trên số liệu, nhưng mà đánh giá trên từng tình huống và những cái trận đấu quyết định thì Gareth Bale đóng góp cũng nhiều, không phải ít. Dương Đạt, sếp có cầu thủ nào mà bản thân mình không thích không nhỉ, kiểu như em thấy team bên kia? Cầu thủ mà tôi không thích thì chắc là mấy thằng Arsenal. Đáng ngu với lịt. Cầu thủ đội khác đáng ngu thì bình thường, cầu thủ đội nhà mà đáng ngu nó ghét lắm các bạn. Nguyễn Từ Duy Cần, trừ mấy trận ngáo ra thì Luis đẳng cấp huyền thoại. Thế thì em trừ mất nửa sự nghiệp của Luis là còn gì. Thời còn Alex Ferguson thì cũng có những cầu thủ đến MU vì sức hấp dẫn của câu lạc bộ, cũng không hẳn vì tiền. Nhưng mà thời hậu Sir Alex thì sau khi Sir Alex nghỉ hưu thì MU cũng chả còn gì ngoài tiền để câu cầu thủ đến. Họ không câu bằng tiền thì họ chẳng còn cái gì cả. Cứ nói là sức hấp dẫn câu lạc bộ làm gì có. Icalo đến từ hâm mộ. Một phần vì hâm mộ, một phần là vì ở Trung Quốc nó Covid, các đội bóng Trung Quốc nó cũng nợ lương nhiều. Không phải ai cũng viên mãn như là Hulk với lại Oscar đâu. Mà Hulk thì năm nay cũng hết hợp đồng ở Trung Quốc sao rồi. Sao Sancho cứ không về thế, mặt méo. Trung Quốc bây giờ nó cũng cấm nhập cảnh. Cho nên là những cái cầu thủ ngoại giờ cũng không còn đất nữa rồi. Hulk với Oscar tự giết chết con đường lên tuyển á. Lên tuyển Brazil để làm cái đéo gì. Vấn đề khi mà tuyển Brazil Bình chỉ có Pháp, mỗi cái gì cũng đòi cao mà về đá hiệu suất không cao, vỡ mật người ta. Brazil còn lại gì sau kỳ World Cup 2014? Cái dở của Brazil là họ bỏ rất nhiều vốn liếng vào để tổ chức kỳ World Cup, nhưng doanh thu của kỳ World Cup đấy lại thất bại. Cái nữa là những cầu thủ khác ở Brazil cảm thấy không được tôn trọng, bởi vì người Brazil chỉ tôn trọng Neymar, coi trọng Neymar. Đấy cũng là một cái khiến cho họ bất mãn. Hulk với Oscar ở lại để lên tuyển Brazil được cái gì? 6 năm qua. Giả sử như có Hulk và Oscar đi nữa thì Brazil liệu có thành công hơn không? Hay lại cuốn vào vòng xoáy gọi là suốt ngày đố kỵ nhau. Bỏ tuyển cho nó dễ sống cũng được. Brazil có rất nhiều cầu thủ khá trong cái giai đoạn hậu Hoàng Kim, nhưng mà chỉ có mỗi Neymar là cầu thủ giỏi. Đâu đấy được Marcelo và Thiago Silva nữa thôi. Neymar nó hay thật, nhưng vấn đề là ai cũng biết nó hay, nhưng đừng tỏ ra là đội bóng Brazil chỉ có Neymar. Cái đấy là cái sai lầm. Các bạn đi làm thế thôi. Edward Nguyên, vậy là anh bỏ qua hai đại đế Fred, một người đá tiền vệ, một người đá tiền đạo rồi. Giả sử cơ quan của bạn có 11 ông trong cái phòng đấy, ừ thì các bạn cũng biết là thôi thằng trưởng phòng là thằng giỏi nhất đi. Nhưng vấn đề là cái phòng đấy nó còn có sự đóng góp của bạn nữa chứ, đúng không? Chứ nó đâu phải là chỉ mình ông trưởng phòng không. Bây giờ xếp xuống cứ vậy. Nguyễn Từ Duy Cần, ở giữa có Canis hay VAR, nãy giờ game easy rồi. Thì các bạn là thôi đi mẹ chỗ khác, lương cao hơn. Thôi thì không có cơ hội thăng tiến, nhưng mà ở đây thì cũng đâu có gì tốt hơn đâu. Không thể trách Oscar với Húc được.
Giờ có Vinicius với Rodrigo rồi, khá kỹ thuật, nhưng mà em vẫn đang nói đến những cầu thủ khá, đúng không? William cũng là một dạng cầu thủ như vậy, rất ổn định, khá Hương Thổ, nhưng không anh đừng giỏi. bắt Bayern thì mọi người cứ chọn Barca là ôm kèo. Bây giờ muốn lên đỉnh thế giới nó phải có rất nhiều thứ, nó không thể là Neymar và 10 cầu thủ khá được ạ. Câu chuyện gắn kết hay không thì nó còn phụ thuộc vào ban lãnh đạo và huấn luyện viên, nhưng mà cả một đội hình cùi bắp thì làm sao làm nên chuyện. Đến như Mourinho với Porto thì cũng chỉ có thể làm gọi là cái gì, bất ngờ được một lần. Và thực ra đội hình của Porto lúc đấy cũng toàn cầu thủ ngon đấy chứ, có kém đâu. Deco các thứ đều là bậc huyền thoại cả chứ, các van hô thằng ngon mà. Sau này Mourinho với Inter lên đỉnh thì đội hình Inter cũng vãi cả nồi chứ có phải yếu đâu. Argentina của Messi đấy, nhiều ông nổi tiếng ấy, nhưng mà hàng phòng ngự nó lại lởm, hàng thủ không tốt. CDM được có mỗi Biglia mấy năm nay đá mãi. Bóng đá đỉnh cao không có cái gì không quan trọng cả bạn ơi. Cầu thủ quan trọng, chiến thuật cũng quan trọng, may mắn nó cũng quan trọng luôn. Ngay cả việc chúng ta chơi game đấy thôi, đá đá cái này này, đá xếp hạng này thì trình độ nó quan trọng đúng không? Nhưng mà đá giải nó khác, đá giải trình độ các ông ấy sàn sàn như nhau hết. May mắn có quan trọng không? Có chứ. Xem cái giải đấu FIFA 4 vừa rồi đấy, chả vậy. Rất nhiều trận đấu nó phải bị đoạt bằng đá pen. Và nhà vô địch cũng là người thi đấu pen tốt nhất. Nó có một phần bản lĩnh trong đấy, nhưng nó cũng phải có may mắn chứ. Đá pen mà. Đấy thì mọi thứ đều quan trọng khi mà đã nâng tầm cái câu chuyện nó lên thành chuyên nghiệp bóng đá đỉnh cao rồi thì cái gì nó cũng quan trọng hết. VTV Cap có mua bản quyền ngoại hạng Anh, mình không rõ, có thể là sẽ share bản quyền. Thì năm nay là Bundesliga sẽ chiếu free cho các bạn ở Việt Nam này. Bundesliga đang rất là quan tâm đến cái khu vực Đông Nam Á, mình nghĩ thế. Ngay cả những cái đội bóng như là Borussia Dortmund họ cũng quan tâm, họ chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam rồi các thứ. Đấy, nên là họ quan tâm. Và Bundesliga đang làm hình ảnh. Và đặc biệt là năm nay mẹ Bayern Munich vừa vô địch nữa. Đấy thì thôi thì đã làm rồi thì tiến tới luôn. Thế thì họ sẽ làm hình ảnh ở Việt Nam. Thế cho nên là biết đâu đấy ông bên ông Bundesliga này nhờ tôi tổ chức mấy giải eSports Bundes thì sao? Úi rồi. Hợp lý vãi lồn. Lý do là vì hôm trước mình cũng được mời sang Bundes đi gọi là chơi đấy chứ mà mình không đi đấy chứ. Đấy. Cũng gọi là có tí liên hệ bây giờ alo bảo úi nhờ ông làm cái giải Bundesliga cho tôi cái eSports hợp lý vãi nồi. Đợt đấy mình với luận BK được mời, sau đấy là hai anh em mà không đi. Đấy, lý do là tình hình dịch bệnh phức tạp. Cái nữa là chính sách. Rồi thì cũng đi về thì cũng tuân thủ cách ly các thứ thì nó cũng rất là khó khăn cho cái việc làm streamer như bọn mình, bởi vì bọn mình có cái KPI bên Facebook nó rất là lớn. Tháng nào cũng phải trả đầy đủ. Thì nó cũng gây nhiều khó khăn, mặc dù là nếu mà bọn mình chuyển cái vé mời, tức là mình chuyển cái hồ sơ lời mời của bên Bundesliga lên cho Facebook thì người ta cũng không bắt ép bọn mình, cái kiểu như là thiếu giờ hay là thiếu số một tí thì thôi tháng đấy cũng có thể chấm trước được, kiểu kiểu thế. Đấy, nhưng mà thôi, hai anh em không đi nữa. Không đi nữa thì hôm sau thì bên đấy họ gửi quà cho bọn mình mà. Tức là nó rất quan tâm và nó rất là thể hiện cái sự tri ân chứ cũng không phải là xong rồi thì thôi. Mặc dù là cái hôm mà bọn tôi báo là không đi nữa nó cũng nói gì, nó còn nói trêu nó bảo mẹ, bọn mày cẩn thận vãi lìn, kiểu kiểu đấy. Mình cứ tưởng nó giận cơ, hóa ra nó vẫn gửi quà bình thường. Đợt đấy tôi đi là tôi sẽ mẹ đá bóng chân với Marco Roy đấy. Marco Roy mà gặp tôi là anh em đảm bảo éo bao giờ chấn thương nữa đâu. Tôi mang cho một chai mẹ bún đậu mắm tôm, bảo này thần dược ở Việt Nam đấy.
Bên này thì bọn mày không ăn thịt chó, bọn mày có thể ăn với bún cũng được, trộn với bún. Những cái ngày Covid như này không đi chợ được, làm một thìa bún đậu mắm tôm trộn vào bún thì mẹ thôi rồi, ăn vào mẹ thần con mẹ dược, đéo giờ mà chấn thương với lại gân cốt luôn. Còn đen cho mắc roi là không được gặp tôi. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HNDTV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.